Rồi bác đẩy cái mõm cụt tới. Khi mà mình đẩy mõm cụt là chân cái đầu gối mình nó lăn, cái đầu gối giả nó lăn lên là nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ bác đang dở lên, bác lăn tới, đẩy mõm cụt tới trước, đẩy mõm cụt lần dần, đẩy mõm cụt tới. Rồi bác đạp, rồi khoan giảm xuống đi, khóa gối, rồi đi tới, rồi lăn mõm cụt nha, không có đè đá cao quá, mình lăn tới thôi, lăn nhẹ thôi, dạ nhẹ thôi. Cái khớp gối này nó chỉ cần mình lăn nhẹ, đúng rồi đó, rồi lăn tới chính xác, giảm xuống. Rồi khi mà bác chịu lực lên cái chân giả thì bác sẽ thấy là chân giả nó không cao nữa, tại vì cái khớp này của mình nó mô phỏng cái khớp khớp thật của bác. Dạ.